mùa sai của chúng luôn á, của chúng có giật gì hay chê của chúng như nào cứ đó mùa sai à nha ho nó cũng đỡ cả ok hết nè. Nè tôi muốn lọc trong hồ thế à? Ú, tỏ sẽ là đế cơ lọc. Nhưng hồ tơ hồ nó đập bú tỏ nó này. Lời cô là một nhỏ tơ ả chía đập bú tỏ nó chị. Cô ý nhiên tù thế. Đu đu chắp lỡ bốc bông nà. Cái chè này nó trông thì nhô cười kìa. Tại nó chỉ chỉ rò chia sẽ nâng chỉ tao trông nè. Thế à, đã lâu. Chân tôi ở đến nào phận nào phải là thế học con đi ô ê ô cha hu hu cú mà chỉ xin là phải tả á lo ô cha hu cú mà chỉ xin tôi giỏi đi phóng là phải tả á tả cũng có bắt con ba chỉ luôn đi bên nó chốn to, chỉ to cả. Ừ, cái gì nó tàn, số tàn to, ừ, nữa nữa. To, ừ, chỉ là cá đã. Để tuần sau mình vừa chỉ hết nó đấy. Ủa, tuần sau mà tới chỗ nào? Tới chỗ sẽ có cháu. Bây giờ tôi cho chị muốn chia bé đi mà. Tôi muốn nhiệt độ rồi. Đúng rồi. Bây giờ tôi mê thử nè. Ở nè. Có tán nè. Tán cơ lỏ. Hả? Có cái hạt đen không bỏ phải xin đã chống cơ thì nó bây giờ cũng tìm nó lo nó chỉ là phải chỗ phở Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó chỉ có tay phở lò đó. Thì khá cười thế, để mà bò lá ó đến tay nó chỉ lò được của. Là bên nào ok này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Lấy cái là trồng mỡ nhiều nếu nó ưa sẻ với mình tới chơi cả các cái cho nó là Nó nó sắp được cầu chỉ nó tàu hấp hành ra dụng một chị đó, chẳng nó mỏ tay rồi sao lại